Chào cả nhà nha. Mình chiều mình nấu canh củ cải đỏ với củ dền, nấu canh với sườn nha. Giúp thịt khô khô ăn cơm chiều. Hồi đó mình nướng cà, nướng mỡ hành đó nha cả nhà. Nhà mình chia ra mình kho mới, mình nấu canh mới nha. Nấu canh hấp cẩm nè. Củ dền với củ cải đỏ với bí. Con chơi bí phụng lộn. Bí bự quá, bí nhà chồng nha. Và cái bí kìa nè. Đây nè, với bí nè. Chú bí phụng lộn. Bí bằng củ dền vậy đó. Và cái này nè. Ừ. Rồi. Hai món với món cạnh nướng là ba món. Cà là cà nhà chồng nên mình sắp cho mẹ mình nấu nha. Cháu uống nước dơ. Nước rửa chén. Nước chén của mình. Chén của mẹ. Chào cả nhà nè. Không xài. Không xài mà ăn gì đó. Ngồi đó đợi mẹ chút đi. Mẹ đi con. Thôi đó đi con, chút nữa mẹ lấy cho. Nha. Mẹ. Ừ. Ôi. Nghỉ luôn hả? Chứ biết khủng lồ. Cắt mấy cái kia xong chứ bí rồi. Này chú hồi lắm bán cũng rẻ ha, 12.000 ký à. Củ này năm nay mình mua tới 18-20.000 không bán rồi. Nó chở không cho mình bán mất. Đây cái đó có một ngồi tâm nè. Ừ. Nhiều á. Rồi mình chuẩn bị nhúm lửa rồi mình nấu canh nha. Bắt rồi canh nên chuẩn bị mình nấu nha. Bắt rồi canh nên chuẩn bị mình nấu. Bắp thịt mình kho nha cả nhà. Nha mình kho khô tiêu nha. Cái bộ đậm mà đó mẹ. Màu đậm đen nữa. Kho có lên màu quá trời. Để kho là lên màu nữa đó. Rau tép hả? Mình để tép chung. Cái trên nó quả không mẹ? Mẹ em
nước sôi rồi mình chuẩn bị để thịt vô nha. Để thịt vô nè. Nước sôi rồi cả nhà. Sôi. Cái món thịt kho của mình là sắp thành công rồi nè. Để khô cái nó mình để tiêu cái nó là xong. Mình nói giờ có để đường ngọt không? Chuẩn bị mình để ba rau củ đồ vô nha. Mình nêm gia vị luôn cho nó thấm. Một tô mình nấu đằng hồi nước có hang mình nướng cà rồi xong mình chỉ cần để chín hay là có cơm ăn. Để vô nó có màu liền nè mẹ, canh ba màu thêm một hộp nó lên bốn màu. Để mình chuẩn bị mình nướng cà nha. Hoặc là mình làm cà nướng mỡ hành nha. Nha mình cũng thử mỡ hành xong rồi nè. Đây là canh xong rồi nha. Chuyển màu rồi đó. Vậy chứ hang nóng á. Hai đứa lấy hồi chắc hết trơn luôn á. Chị ít sợ. Lấy cái cục găng không có ăn gì được, cô lấy. Chọc cái nhà nha, không chịu nha cái nhà. Chọc cái nhà. Chọc cái nhà. Chọc cái nhà nha. Nhà nha. Nhà nha. Thấy không đi quá. Đi thở cà phê chắc không? Ăn cơm kinh thì con kinh sống. Đi, ta nướng nè. Nóng luôn đi. Nè, tin mời ông bà cô chú ăn cơm với con đi. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Ăn cà nướng hả cả nhà ơi. Cà nướng với bột nè. Dạ cả nhà. Cả nhà cà nướng nha. Ăn nướng thịt thường với nhà ơi. Ăn thịt thường con khô đó nhà. Ngon đi. Nóng quá ngon quá. Nóng bé bé. Quá cà nướng ngon quá. Ngọt quá. Cà mới hái vô luôn. Mới hái vô luôn mà. Ăn nướng thịt thường cả nhà. Thì có. Nè con cặp của mình à. Không. Không ăn, phải ăn mẹ ăn, ăn. Phải luôn tự và ăn. Cứ kêu. Ăn cơm nha mẹ con. Mẹ mẹ chú ăn cơm con nha. Trên nó có sinh ra không à? Đúng rồi, con chú mà nghe tí tiếng chứ không có thấy hình. Con mời là mời ông bà cô chú ăn cơm với con hoặc là ăn bánh gì đó nha. Không có mồm nữa nè cả nhà, có mồm có là thôi. Mồm là chiên bột ăn ngon lắm cả nhà. Cục xương chọn chó lỗ đầu. Ngon không? Còn hết thuốc nữa. Ý ông mời ông bà cô chú ăn cơm với con ý. Ý cái này ham ăn quá. Không mời ai chứ. Đã có cơm rồi mời. Tôi xài.
chai chua. Chè chua. Không biết ăn gì chè chua. Cắt ăn thịt mà có đừng có gân á. Có tiêu mà ăn lại đi. Thôi không có gắp nữa. Con lại một chén rồi nè. Ăn hết cũng đi. Ăn hết cái gắp nữa con. Ngon quá. Ai mà con mắt tròn ve vậy ta? À, ai mà con mắt tròn ve vậy? Ai ăn cơm. Ăn cơm để chắc. Đi bật cốc than. Đi ra mẹ. Để mình phát sinh. Cứ qua bật chút câu. Lãng. Đi tặng nhất đó. Đúng rồi bà ơi. Hôm nay em phải phản cách. Con ăn cơm trưa mà. Trưa. Ồ, gấp thì hay ghê. Ủa. Cứ là bị quýnh không ta? Cái tay cầm đũa cưng không? Con gấp thì mình không ăn. Kìa cái nước kia nó uống được không? Được, được. Nó bưng xuống tiền. Ừ. Còn chỉ cái chim mới lên chúng tôi quên. Để từ từ. Cái gì á? Nước mỡ đó. Thì con ăn giỏi ăn đi gấp đi gấp bên tết thôi con luộc cơm vô lấy cơm vô đi lấy cơm vô giỏi con ra con được không mẹ ra con ăn được tay chừa trong cốc chứ cay đúng không. Cái nhà nha. 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 Cái nhà